Thôi chụp ảnh cá nhân thôi ạ. Vâng, chụp ảnh cá nhân thôi chứ có nhìn đâu. Có tập thể chụp cho hai anh em ta Hùng Tiến và thằng Hiệp Hòa không chụp. Thằng Hiệp Hòa nó không chụp cho Hùng Tiến. Hiệp Hòa nó không chụp cho Hùng Tiến. Chụp nhé. Dương ơi. Không chụp. Đây. Đánh vào mẹ. Đánh gì nữa. Đang Hiệp Hòa không bao giờ chụp chụp. Ôi, từ từ từ. Dương ơi, đây đây. Đâu. Đây chụp vào đằng sau của mẹ suốt. Ủa, vợ về không cho mình á? Chị ơi, cái xe nó về hết rồi. Xe kia, xe kia. Rồi, à, chụp lên rồi. Anh em chụp anh nghe nào. Đây, xe đi đây. Đúng rồi. Giờ xe về. Đây là nhớ hay nhớ quái nhỉ. Vừa là anh đi đường đá, vừa nghĩa. Đó là đi đi thua rồi. Việt Nam thì bao quanh mười mấy bạn thì chúng tôi đã được gì thế nào. Xe cứ đi. Lúc đầu mình chuẩn bị thì ra sầu riêng. Về đây.
sầu riêng là không ăn ở trên phòng mới đâu nhá. Riêng với chuối ăn được. Vâng ạ, sầu riêng với cái hải sản. Thôi thôi, cái khác ăn luôn đi thôi. Ăn luôn ở ngoài đi. Ra ngoài. Thôi chén luôn đi thôi. Xe thôi, ngồi đi đợi đâu. Vâng, vâng. Lấy xe là... Mình nghe nó bao nhiêu nhà nó. Không, để cái xe nhá, để cái chiếc xe rồi mang lên xong. Không ăn thì cứ ăn ăn không mang vào phòng. Cấm cái cấm. Ra ra ngoài nhà ra tiền. Không nhà phòng em có cái view đẹp. Không ăn được.